đâu, khổng lồ đâu, khổng lồ đâu. Trời ơi, bao khổng lồ luôn. Ôi, ôi. À, bự quá. Bự quá chừng nó cắn nè. Cắn tôi. Vậy thì ăn con này đi. Ok. Kim rất mọi người. Chồng ơi. Ủa? Ê, Kim đó. Có tôi đây. Ủa sao tự nhiên hôm nay nhớ tới tôi và kêu tôi vậy? Sao lẹ dữ ta. Trời ơi, tao me sáng giờ mà. Biết sao hôm nay em kêu anh ra đây để thông báo cho anh một cái chuyện rất là quan trọng luôn. Cái chuyện đúng không? Cái chuyện nào không? Không phải bà nói ơi. Chuyện cái gì đó? Đó là tin này là đất động trời đó, là kênh Meme Channel đã đạt 900.000 subscribe. Ôi, cảm ơn. Em bình tĩnh à. Nên hôm nay em quyết định đó là sẽ tự thưởng cho bản thân mình. Yeah, ủa xong vô đi. À vui hả? Ờ vui. Trời ơi. Ủa nhưng mà anh ơi, hôm nay em chưa biết quay clip gì cho mọi người xem hết trơn á. Ủa dễ quá chết luôn. Hôm nay mình phải ăn hải sản đi Bê. Tại vì lâu rồi mình đâu có ăn đâu. Ờ quên nữa, dạo này mình không có ăn hải sản. Cuối cùng cũng thấy dễ. Em cũng có cái mâm chứ, cái mâm to mà nói ơi. Đó, tâm hồn nha mọi người ơi, đó là ghê hương. Cực kỳ thuyết phục. Đúng rồi. Dạ, anh ăn cái gì nè? Ăn tôm hùm đi, nó có hại cái đâu dễ thương. Ê, trời, dạo này tôm hùm ăn hơi nhiều nhưng bà nội bớt dùm luôn à. Ăn mà tụt đi, nó có mấy cái dồi, cũng dễ thương. Mấy cái dồi ghê lắm, nó cũng tổ nè, ăn cũng lùi hả? Trời ơi, thôi giờ bà muốn ăn cái gì bà nói đi, mệt quá. Em hả, em có cái này nè. Ừ, ăn cua hả? Ừ, nhưng mà là cua hoàng đế nha. Nói chung là trước khi vào clip này á thì mọi người đừng quên đó là các bạn Facebook với bà Vê nha. Đó, Nguyễn Phạm Tường đó quả là chim gì đâu. Là tất nhiên à, bây giờ lắp đi rồi. Hôm nay được ăn cua hoàng đế. Mới vô là thấy quá trời hàng luôn rồi kìa, quá coi thử đi. Đó, ở đây là bà Vê thấy có tôm hùm baby nè đây. Bê, à. Có hai con cánh gáo nè. Ôi, cánh gáo của em kìa. Yeah. Còn cái con này mọi người biết là con gì không? Đây là con cua lông Thượng Hải nha, rất là lạ luôn. Cái này Vê nghe nói là rất là nhiều lạch ở trong đó. Cua lông là sống ở bên Hồng Kông á hả? Ờ, cua lông Thượng Hải Hồng Kông mà. Cái con này quen nè. Ốc bù lớn. Đúng rồi, ốc bù lớn khổng lồ luôn, quá đã. Ê, nhưng mà cái này là hàng ngọt á anh. Em thích ăn hàng tươi sống. Ủa, tươi sống hả? Cũng có luôn á, đi thử thôi. Trời ơi, đi cái đây nè. Ủa, đây nè, kinh đáp nè, đá lách ca nè, tôm bóng nè, ăn đi, ăn đi. Ê, cái đó cái hình bà nói ơi, không có ăn được. Vô trong đây mới ăn nè. Đi vô đây nè, đi vô đây nè. Ủa, ai vậy? À, quên, giới thiệu với em, đây là anh Nghĩa, quản lý cửa hàng ở đây luôn. Thì bây giờ em muốn ăn con gì á, anh Nghĩa sẽ giới thiệu cho em. Còn bây giờ anh Lạng nha. Giá của kim cá mình đang bán hiện tại là 1.590.000. Ủa còn tôm hùm thì sao anh? Tôm hùm Alaska. Tôm hùm Alaska thì mình đang báo giá là 1.290.000. Ui quá rẻ luôn nha, anh tôm đi. Ê không được, cái con này nó nhỏ quá à. Em muốn ăn con khổng lồ. Khổng lồ hả? Khổng lồ có khổng lồ. Khổng lồ luôn á nha. Đâu khổng lồ đâu, khổng lồ đâu. Trời ơi bao khổng lồ luôn. Ui. Ui. À bự quá. Trời ơi. Ê con chừng nó cắn nè. Cắn tôi. Trời đất ơi, cái con này là nó bự dữ lắm nha mọi người ơi, quá đã. Vậy thì ăn con này đi. Ok. Ơi bà Bê ơi, bây giờ mình lỡ tới đây rồi mà ở đây hải sản quá trời luôn, không lẽ giờ ăn con cua không vợ? Đúng rồi, em nghĩ là phải ăn cái món gì cho nó lạ nữa. Nhưng mà anh cũng biết ăn con gì nữa nè. Đây đây, còn rất nhiều món cho mọi người thưởng thức. Ơi, vậy anh tư vấn cho em đi. Hiện tại bây giờ bên đây nó có tôm hùm xanh, có cả hàng nước ngọt, đấy cá chép. Ôi, cá chép nó bự quá vậy anh, nó mấy ký vậy anh? Cá chép này nó tầm khoảng 2-3 kg. Ủa nó bự vậy nè mọi người. Ôi ơi, cái con cá này nó nhiều chuyện lắm nè. Ủa sao nhiều chuyện vậy? Tại vì cái vỏ nó nhỏ. Nhưng mà gì đó.
Ôi hiện đại quá ha, ở đây vừa có bán nước mặn vừa bán nước ngọt luôn. Ê anh có bào ngư không? Có bào ngư không? Có cả bào ngư. Con này con bào ngư xanh á, mình nhập ở Nhật. Hiện tại giá của nó là đang là 1.150.000. Để anh hướng dẫn cho Vi rõ nhá. Để cái rõ hả? Ừ, cái bào bào ngư xanh nhập từ Nhật này. Có cái con nào mà nó bự hơn con này luôn anh? Có. Quá, cái con này cái màu sắc nó đặc trưng nó như vậy á. Đây cái bào ngư này, bào ngư Úc. Bào ngư Úc. À đúng rồi, con bào ngư Úc bên Úc á là nó da nó đen đen á, còn mà cái con ở bên Nhật á là da nó màu xanh lá. Chẳng chất phân biệt bào ngư. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho Vi con ốc vòi voi đi. Yeah. Đấy, anh giới thiệu cho Vi em con ốc vòi voi. Khi nó đang còn sống thì nó sẽ rất chắc như thế này. Trời ơi, đúng quá vậy. Bơ giờ mà nói ơi. Đấy, nó đang tè luôn kìa. Tè với mặt anh á. Tè với mặt anh á. Wow. Ừ anh giới thiệu Vi nhé, đây là khu bếp. Khi mà Vi mua hàng ở đây, bất cứ một mặt hàng nào đấy thì sẽ được free chế biến. Chế biến ơi, ngon quá. Mua hải sản ở Canada mà được miễn phí chế biến luôn. Ngon liền. Rồi ăn tại chỗ luôn. Quá đã. 5 minutes later. Quá đã đi. Bạn B vừa nhờ anh chủ quán đó chế biến món cua rá của mình. Một con cua mà ra hai món luôn. Quý hả? Ừ, đây nè. Hiện tại quán á nha là chế biến ba loại, thứ nhất là sốt Hồng Kông, thứ hai là trái tỏi, thứ ba là xào me. Đây nè, cái chân á thì anh kêu anh chủ á là rang me cho mình. Còn cái mình á thì mình trái tỏi. Ủa trái tỏi mà cái này là có thêm cái gì ta? Tép mỡ. Ngon. Tôi là tôi đạo tép mỡ lắm, người ăn đi về. Liền mọi người ơi, trời để không có nguội liền đó. Trong khi đợi anh đắp các cái càng cua này ra thì bà B sẽ nặng tắt vô trong đây đó. Món yêu thích dần đó là muối tiêu chanh cho mọi người này, thấy ghê không? Còn ở đây có thêm một cái sốt nữa, tí xíu nữa Vi sẽ thử ăn cái sốt này của quán không ha. Ủa công nhận cái chân của con kinh nó cũng dễ mở ha. Đây nè, tại vì cái chân của mấy cái con cua nè là nó mềm lắm. Đúng rồi, nó dẻo dẻo á. Chứ không phải như con cua mình là nó giòn nên mình phải lấy cái kéo mình cắt nó ra. Thấy không? Quý biết thật luôn ơi. Khoan. Sao vậy? Cái này rang me là mình phải có nước me vô nữa. Không phải nước me cái này nè. Đây đó, bây giờ em cầm em ăn thử đi. Đây, bà Vê sẽ ăn thử miếng cua này đó. Đây là có nước rang me nè mọi người đó. Đây, bà Vê sẽ chấm sốt me nha. Ngon quá. Nước me chua chua ngọt ngọt. Thêm cái thịt đó hả, của kinh rái của mọi người rất là chắc luôn. Cực kỳ đã luôn. Đây bà Vê thử ăn với lại gì ta? Muối chua chanh nè. Đó. Trời, công nhận đó nha, cái con cua này cái chân nó bự thiệt luôn ha Vê. Đỉnh cao luôn anh ơi. Ủa đây nè. Ủa. Đó, anh chấm cái này nè. Ủa. Cái sốt mè ngon lắm anh ơi, nó chua chua ngọt ngọt á. Trời ơi, đậm á. Trời ăn với rau răm nữa mọi người, quá đỉnh luôn. Công nhận cái thịt con cua này nó ngọt quá ha. Cái nước chấm này nó cay quá. Cay mới ngon luôn. Ủa, lạ lắm mọi người. Trời ơi. Chua chứ biết là nó bự lắm vậy. Đau quá đã luôn. Trời đây nè mọi người. Vậy là cái gì, còn cái gì vậy? À, cái này là cái giống như là cái gì ta? Cái nàng. Rồi cái miếng thịt rồi mọi người. Trời đất ơi, một cái chân của nó thôi đó. Đây bà Vê sẽ chấm với cái này. Trời ơi. Đó. Trời ơi đỉnh quá. Thịt cua nó béo quá ha. Ý em muốn ăn trái tỏi. Ủa ta đang làm trắng mấy trái tỏi mệt. Trái tỏi. Từ từ đi mà. Ôi đỉnh vậy anh, trái tỏi kìa. Ê, cái này là ở trong cái thai của cua. Ờ, có gạch cua luôn á. Đây, bà sẽ lấy muỗng múc luôn cho mọi người xem. Đây, muỗng nè. Đó, cái thịt nè. Rồi, mình chấm vô đây nè. Đó. Trời đất ơi, nó đỉnh. Oh no. Ngon. Trời ơi, ngon quá. Đây, cái tỏi là tất nhiên mình phải ăn tỏi. Ôi, tích mỡ. Tích mỡ, đó. Trời ơi. Ê, thật sự là cái con cua kinh đáp này á là hai đứa mình ăn không nổi đâu. Đúng rồi. Một lát nữa mình kêu thêm anh cameraman vô ăn phụ mình đi, chứ quá trời luôn rồi. Anh cameraman đang chạy nước miếng kìa. Chắc chắn rồi. Với lại bà Vê có ghi cái địa chỉ quán ở dưới phần mô tả á. Bạn nào muốn mua hải sản á thì cứ xuống dưới ấn vào là biết liền đó bà nội ơi. Nãy giờ tôi cá không, tôi có ăn được gì đâu, bây giờ tôi ăn nè. Đồ cái sốt nó cay lắm nha anh, nhưng mà phê lắm. Cay không? Cay không? Tôi phải nhúng vô cho nó nhiều vô cay. Rồi xuống khóc nè. Cái con người không biết ăn cay mà sung lắm. Chỉ xíu nữa cay cho thấy rồi, thấy chưa? Thấy mặt trời chưa? Hơi cay nhưng mà nó đã. Tại vì hải sản mà. Càng cay càng ngon. Nó đỉnh quá. Ôi, vậy. Hả?
Trời ơi, em đâu có kêu cái này đâu, ở đâu ra gì? Cái này được tặng. Trời ơi, em tặng mình luôn vậy? Nhưng mà nó sẽ nằm ở trong menu của quán. Tại là nó sẽ có đầy đủ tất cả các gọi là đồ ở trong quán. Nhưng mà nó chỉ có với một cái giá rất là bình dân, 990.000 thôi. Nồi lẩu hải sản cực kỳ xịn sò lắm. Trời ơi, trong đây nè, có tôm Alaska nè, tôm hùm nè, ốc bù lốt nè. Trời ơi, có sòi điệp khổng lồ nữa. Trời ơi, quá trời luôn mà có 990.000 à. Cảm ơn anh nha. Anh ơi. Trời ơi, anh nghĩa dữ lắm. Cứ ai mà tặng tôi là tôi lấy, tôi kỳ vậy đó. Nếu cứ tư duy như vậy thì não của anh sẽ được đặt tên cho một giống chó mới đấy. Đúng rồi, đặc biệt ở đây mà ăn lẩu là chế nước bằng cái xô vậy nè. Vậy nó mới ngon miệng được. Đó đây, trời ơi, nãy giờ cái chân dài thòn lòn có bà phê chưa ăn được đó rồi, bây giờ ăn nè. Tôi mới là nãy giờ chưa ăn được cái gì nè, toàn lộn của bà không à. Mệt ghê, ăn bây giờ. Em muốn ăn giấy tỏi nữa. À, giấy tỏi ở đây nè, anh cho em ăn à. Lớp nguyên con luôn. Vậy bà nói, đây cái hình gỗng bà nội ơi, trang trí à. Trời ơi, không dám đâu, cái này là gạch cua của ta đó bà. Nè, thấy chua gạch cua nè. Trời ơi, vậy mà chê. Đó. Cái này giống như là cái thịt cua lột vậy mọi người, rất là đã luôn. Đúng rồi, thì cái này là cua lột chứ gì nữa, bây giờ chấm gì ta. Trời ơi, đỉnh đỉnh đỉnh. Rồi, chấm nè. Trời ơi. Mà bé không hiểu gì vậy trời. Dữ ha. Xui cho Mon, trời biết sao mọi người. Mon ở nhà rồi Mon không được ăn chút thôi hả. Mà ngồi ăn ở nhà là Mon liếc mỏ mình thèm. Công nhận cái gạch cua này nó béo thiệt luôn á. Ủa mà, trời đất ơi. Ê. Dạ. Lẩu xoài rồi kìa. Yeah. Lớn khoan lẩu rồi kìa. Nè, có lẩu rồi mình phải đổi mới chứ. Cái này để lát nữa mình ăn sao. Đây để anh nhúng bò cho em ăn nha. Ồ. Đây nè, cái này nè. Đố em biết cái này là con gì? Con ốc dồi dôi. Nhưng mà nó vô trong đây rồi nó thành là ốc dồi. Dồi trường. Ủa đây là có một con cơm Alaska nè, một con tôm hùm baby nha. Ê, hồi nãy anh thích ăn mà tụng luôn nè. Yeah. Đúng rồi, anh ăn đi. Thôi, tôi ăn mà tụng. Ủa đặc biệt cái này nè mọi người. Đó, bà phê đây là có thấy một con cua lông Thượng Hải luôn. Hai con luôn. Hai con cua lông Thượng Hải luôn anh ơi. Có tôm đó nè, trời đúng không? Coi, một nè, hai nè. Bốn, năm con tôm luôn, còn có ốc bù lót nữa. Ốc bù lót nữa nè. Ủa, nhiều quá, không có ăn đi. Đó, bây giờ xin nhúc cái con tôm hùm này xuống. Nhúc đầu nó xuống là cơm cung Alaska. Ê da, nó bự quá anh ơi. Anh cầm tụt anh đi. Cầm đây lỡ nó tụt sao? Nó mà tụt mà, cầm đũa nó tụt, cầm tay chắc cú. Ủa này là bạch chắc mà chứ phải bạch tụt. Ừ, bạch tụt là mình phải ăn chấm với móc mình ăn nè. Ngon quá. Có ăn con giò này đi. Trời ơi. Ủa dạ. Bà sao ở trong cái giò nó có hai cái lỗ mũi vậy? Giống lỗ mũi. Thì giò voi mà, cái mũi con voi nó vậy đó bà. Ăn đi. Ốc giò voi này là khá là dai dai nha mọi người. Nhưng mà hả, nó rất là chắc luôn. Còn thơm nữa, cái thơm mùi giống như là mùi ốc hương vậy đó. Ở đây còn có rất là nhiều như là rau cải, rồi bắp Mỹ này nọ nữa. Đây, con tôm tôi đã lột xong rồi nha. Bớt giỡn nha. Thơm vậy ta. Tôm tươi lâu sướng liền. Ờ thật cực kỳ chắc. Ngay mà được ăn cua nè, ăn tôm nè, ăn ốc nè, ăn mạch tuột nè. Nói chung là nhiều lắm. Nghêu rồi hả? Quá rồi, quá đã rồi, hết chịu nổi rồi. Thôi là chắc là B cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Tại vì á hả, mình ăn hồi mình no, mình nghỉ xíu mình mới ăn tiếp được. Trời đất ơi, ta đang nói mà ổn cái một mà nói. Nếu mọi người thích clip này thì đừng quên cho B một like, một subscribe nha. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi ra clip nữa nè. Ơi mà mọi người nhớ ủng hộ bà V lên tới 1 triệu sub luôn nha. Lúc đó mình ăn mừng nút vàng. Có nghĩa là lúc đó mình sẽ ăn cua giác vàng nè, bò giác vàng, thịt heo giác vàng, thịt gà giác vàng, cái gì cũng giác vàng hết. Già cho tiền đi già. À ghi sổ thiếu đi. Anh nước xạo mọi người. Thôi bye bye nha.